Hello, chào tất cả mình cùng vừa trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ để đông nghe những công chơi và quan trọng là một cách chơi và cách soi địa phương điểm chính nào ở chơi nhà con và xỉu cái bài tập hiện nay. Nếu như anh em áp dụng đúng những cái cách này, cái lối chơi này thì cực kỳ hiệu quả luôn đấy, có tỷ lệ chiến thắng cực kỳ là cao để giúp anh em có thể mang về một số lại cực kỳ là lớn luôn nha mừng. Hiện tại trong tất cả những bộ môn mà game bài ở hiện nay đều là có cái biểu cho chính ngầu đúng không? Ví dụ như là anh em phần này nó là chính ngầu một này, chính ngầu một, chính ngầu hai và chính ngầu ba đúng không? Ở có ba điểm chính ngầu này, anh em sẽ tính được ra cái điểm chính ngầu này. Điểm chính ngầu một chúng ta sẽ có là 5 đúng không? Chính ngầu hai nó là 4, chính ngầu một là 2 đi. Thì chúng ta có việc gì cho ba cái điểm chính ngầu này? Ba cái điểm chính ngầu này sẽ là cái qua cái điểm để anh em sẽ tính được, ví dụ anh em sẽ lấy vòng cung và chính ngầu một của chính ngầu ba được chưa, bỏ qua chính ngầu hai đó được chưa, thì chúng ta sẽ có chính là 5 cộng 4 a và chúng ta sẽ có kết quả là 7, 7 thuộc là cái điểm lẻ đúng không, thì suy ra chúng ta sẽ có một tài rất đơn giản như vậy thôi được. Và ví dụ tiếp tục chính ngầu một nó sẽ là 6, chín là sẽ là bốn, thì chúng ta cũng có 10, 10 là điểm chẵn, thì chúng ta sẽ bắt chúng và vào xỉu rất đơn giản thôi. Em chỉ cần là áp dụng đúng cái phương pháp này thì nó sẽ mang lại cái độ chính xác cũng như cái độ hiệu quả cực kỳ là lớn. Nếu như mà anh em mang về thì sẽ lại ví dụ là 10 20 củ đấy, rất là dễ ơi, hoặc là cũng 23 muốn đều được nhưng mà từ mức vốn em có thể là 10 mà đến mức vốn trung bình em muốn to hơn đến cái 10 củ mà rồi muốn lên là 20 m thì nó chỉ ở trong vòng khoảng 5 tay đổi lại thôi, 5 tay đổi lại đấy là cách chi vốn 2 củ một tay của mình. Còn trong trường hợp anh em mà gặp phải ví dụ như là ở 10 củ này anh em gọi là pha lên gọi là 20 củ thì anh em cứ đi tầm 2 củ một tay, 2 củ một tay, hoặc là nếu với 5 tay nhé. Còn nếu anh em muốn chơi lâu thì anh em cứ 10 củ anh em pha, ví dụ muốn chơi lâu 10 tay thì anh em pha 1 củ một tay cho mình được chưa. Đấy, để tôi chắc chắn là mình cũng như vậy, kiểu gì là kiểu anh em cũng sẽ hút luôn chứ, luôn chứ không bao giờ có chuyện là thua như ngày trước nữa. Nên bây giờ là có công thức chơi và cách đi vốn rồi thì anh em sẽ không bao giờ gọi là gặp phải cái trường hợp thua tha lại em tiếp tục. Và chúng ta sẽ có ví dụ tiếp tục một cái kết quả nữa là 4 cộng với 3 đây, và chúng ta sẽ có là 7 điểm lẻ đúng không, các em bắt vào cho mình có tài và đây là những cái tiến trình thuận anh em nhé. Để biết được số điện thoại của nó ngày hôm nay thì nghe cần quan sát tầm 2 đến 3 tay, 2 đến 3 tay đầu, 3 tay đầu để xem xu hướng của đấy không, của nó hôm nay chạy là gì, xu hướng của nó hôm nay chạy là nghịch thì nó sẽ có một xu hướng hôm nay chạy thuận thì chúng ta sẽ bắt phải thuận được chưa. Anh em tự tin trong công thức của mình, đây là ba cái tay mình bắt được là nó chạy thuận anh em nhá. Còn đây chạy nghịch thì cũng là tính như thế thôi, cũng là xín của một cộng xín của ba, thì chúng ta sẽ có là ví dụ bốn này cộng với 5 đi, và chúng ta sẽ có 9 và điểm lẻ đúng không, thì chúng ta sẽ thường thường nhìn bắt là tài, nhưng không tiện nghịch thì không có tài nữa mà cái điểm lẻ này chúng ta sẽ bắt còn xỉu anh em nha. Đó, bây giờ thêm một tài nữa và ví dụ là bốn cộng với hai chúng ta có là 6, thì cái điểm này điểm chẵn đúng không, cũng chẵn thì suy ra cái này nó sẽ không về được xỉu nữa, nhận định chúng ta sẽ bắt vào tài. Anh em đã hiểu chưa? Em thì thấy khi mà anh tính ba cái đầu ấy, thì nó sẽ sử dụng gần hai cái chạy mình thôi, và trong một phiên đấy anh em cứ chạy mình theo đều hoặc là tính ba cái đầu thì hai cái kỹ thuật thôi thì anh em bắt thuận theo đều như sao rất là dễ. Nên là vì thế anh em cứ tính toán kỹ cho mình khi mà gặp phải những trường hợp, gặp phải những cái điểm chuyên, gặp phải những cái điểm và điểm xí cầu, anh em chỉ cần tính đúng kết quả số một số hai
vì gia tài anh ta ra lệnh anh bắt tài tôi nói chung bắt tính xỉn ra xỉn à, bắt tính ra chẵn thì chúng ta sẽ bắt về xỉn cho mình bây giờ rất là tự tin với công thức này luôn và tiếp tục cũng sẽ thêm một công thức và một tay nữa 6 cộng với 6 bằng 12 đó là cái điểm chẵn đúng không vì anh em bắt sẽ bắt vào cho mình bắt tài đang theo xu hướng là chạy nhịp đúng không? Nên là vì thế anh em nên nhớ là khi mà kết quả dù có như thế nào chăng nữa khi mà mình đã ra được kết quả cuối rồi thì anh em phải tự tin và đi vốn đề tay hoặc là anh em đi ngay khoảng 5 tay thì em nghỉ được chưa khoảng là tầm 10 tay đổ lại rồi chơi như thế thôi với quá là dài rồi không nên chơi quá lâu nhưng mà chỉ bị đúng vào ngay thế là vì thế anh em tự tin là đi lúc đề tài thì là ba tiếng sự nghịch này để tiếng sự nghịch anh em nhá ở đây tiếng điện thoại này nhưng mà thực tế khi mà cũng bắt đầu thì theo xu hướng nào thì anh bắt lên hướng đấy là ok là đôn này anh nhá và khi mà so thì em chỉ cần là so cái điểm cuối này so cái điểm cuối rồi không đấy, nó có một thì chỉ so một và bỏ cái quả vào đi là được anh nhá mà có theo cái dây ví dụ như là một này ba năm bảy và chín là cái lượng lẻ anh em đây là không này hai bốn sáu và tám thì cái điểm chẵn anh em là vì thế đây con số và anh em nên soi là được làm đây chẵn là lẻ đây quá nhiều thì nghĩa là hay gần lắm chẵn là lẻ nhưng mà bắt là sai hoàn toàn vì thế nó cũng nhớ kỹ và ghi rõ ra tới điện thoại gặp một trường hợp này không gặp phải thì anh em sẽ dựa vào đây mình bắt là ok ngay anh em nhé ok anh em thì đây là một cái công thức chơi và công thức tính cái bộ so sánh ngầu của mình cực kỳ là hiệu quả nếu như mà anh em tham gia là chơi cũng có xỉu anh em cứ thế áp dụng công thức vào là cực kỳ là chuẩn xác cũng như là tuyệt đối anh em là vì thế anh em tự tin tham gia và cũng là xỉu cũng được thiếu về cách tính sinh ngầu này sẽ cực kỳ là chuẩn luôn. Ok thì mình sẽ kết thúc video đây. Chào tất cả anh em và người. Bye bye anh em nhé.